rất thích vẽ tranh và học môn toán. Con ước mơ của con là được nuôi hai chú chó nên con rất thích chơi với gấu bông. Con mời các cô các chú tham dự buổi học của hai chị em con và các bạn gấu bông. Đây là chiếc cốc con vừa vẽ xong, nó có màu nâu.